Xin chào tất cả khán giả thân thương của chương trình Tham quan công trình cùng Sài Gòn Đo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một công trình mà Hiểu Yên tin chắc rằng tất cả quý vị sẽ phải trầm trồ. Chính là 82 bộ cửa ABS của Sài Gòn Đo đang thi công và lắp đặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ ở số 53 đường Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết kế đẹp mắt, độ bền vượt trội và khả năng chống cháy siêu đỉnh, những cánh cửa này hứa hẹn không chỉ bảo vệ mà còn nâng tầm không gian của bạn lên một level mới. Vậy thì bây giờ hãy cùng theo chân Hiểu Yên để coi bên trong có gì đặc biệt nhé. Công trình lần này Sài Gòn Đo thi công tổng cộng là 82 bộ cửa ABS Hàn Quốc mẫu 202 với mã màu M8707, một cây màu gỗ sang trọng ấm cúng kết hợp với khóa gạt tròn thương hiệu Hafler. Thương hiệu Hafler nổi tiếng trong lĩnh vực phụ kiện nội thất, phụ kiện công trình cao cấp và hệ thống khóa điện tử tiên tiến đạt chất lượng uy tín của Đức. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo của cửa ABS, một sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đảm bảo sự bền bỉ và an toàn tối đa. Cấu trúc của cửa ABS gồm 5 lớp. Hai lớp ngoài là decoxit, nhựa thông hợp tính, cho bề mặt giống như vân gỗ thật và không hút ẩm. Hai lớp trong là ABS sheet, là loại nhựa đặc biệt và các chất phụ gia đặc biệt khác nên có khả năng chống cháy tốt. Yeah! Lớp giữa có cổ PVC, giãn nở được ép xung quanh cánh để tạo độ vững chắc và bắt khóa. Tiếp theo là LVL, gỗ cứng được xếp thành nhiều lớp nhằm hạn chế tối đa việc giãn nở và cong vênh. Cuối cùng là lõi giấy tổ ong được gia cố ở giữa nhằm tối đa việc cắt nhiệt và cắt âm. Các lớp trên được liên kết với nhau bằng loại keo đặc biệt và được ép bằng máy ép thủy lực 7 tấn trong thời gian 10 tiếng, tạo ra cánh cửa dày 39mm, chắc chắn, không cong vênh, đảm bảo độ bền vững theo thời gian. Nhựa ABS là một chất liệu an toàn, thân thiện và ít gây hại cho con người cũng như là môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe. Một trong những ưu điểm nổi bật của cửa nhựa ABS là khả năng chống cháy, giúp bảo vệ an toàn trước sự cố cháy hay hỏa hoạn. Với 100% nguyên liệu và dây chuyền sản xuất hiện đại từ Hàn Quốc, cửa có độ bền cao, chống mối mọt và chịu được va đập mạnh. Cửa nhựa ABS còn chống ẩm và phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam. Thêm vào đó, cửa nhựa ABS còn có khả năng cách âm rất tốt, tạo ra không gian yên tĩnh và riêng tư cho các phòng học hay phòng làm việc. Dòng cửa này có trọng lượng nhẹ, giúp dễ dàng lắp đặt và tiện lợi trong quá trình sử dụng, phù hợp cho người già và trẻ em chứ không nặng như cửa gỗ. Với những ưu điểm mà Hiểu Yên vừa chia sẻ vừa rồi thì cửa nhựa ABS của Sài Gòn Đo đã được khách hàng tin tưởng chọn làm cửa phòng và cửa toilet cho công trình của mình. Với những ưu điểm nổi bật của mình thì cửa nhựa ABS không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình như trường học, bệnh viện, văn phòng, tạo nên sự sang trọng và không kém phần chuyên nghiệp, hiện đại. Và quý vị nghĩ rằng với chất lượng sản phẩm như vậy thì chi phí sẽ rất cao phải không ạ? Nhưng với Sài Gòn Đo, chúng tôi luôn cố gắng để đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và phù hợp với nhiều điều kiện của người sử dụng. Và chỉ từ 2.500.000 đồng thì anh chị có thể sở hữu ngay cho mình một bộ cửa nhựa ABS hoàn hảo như vậy rồi đó. Nếu anh chị đang tìm kiếm một giải pháp cửa hiện đại, bền bỉ và mang lại vẻ đẹp tự nhiên, hãy liên hệ ngay với Sài Gòn Đo. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho ngôi nhà của bạn. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video vừa rồi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hữu ích đến từ Sài Gòn Đo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.